Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 9 tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá công tác hội phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục được duy trì ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Toàn tỉnh đã kết nạp mới được hơn 10.200 hội viên, hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vốn, cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp được triển khai rộng rãi, đồng thời mở rộng các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân, quảng bá, hình ảnh và tiêu thụ nông sản. Trung bình hàng năm có gần 75.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, gần 3.000 hộ nông dân thoát nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp hội nông dân nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, cập nhật khoa học công nghệ, phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đẩy mạnh quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản ra cả nước và quốc tế. Đồng chí cũng nhấn mạnh, cán bộ hội nông dân các cấp cần sâu sắc cơ sở, hiểu được nông dân đang thiếu gì, cần gì để đề ra các chương trình hoạt động phù hợp, hiệu quả, đảm bảo lợi ích của người nông dân.